Thưa quý vị và các bạn, gần 166.500 học sinh trên địa bàn tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường vô cùng phấn khởi, vui tươi. Kính thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 9, thời tiết ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh khá tạnh ráo, trời không có mưa và điều này thì đã tạo điều kiện thuận lợi để cho lễ khai giảng diễn ra thành công, suôn sẻ. Và cũng tạo thêm động lực cho thầy và trò cũng như toàn ngành giáo dục quyết tâm và nỗ lực hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ của năm học mới 2023-2024. Đúng 7 giờ 30 phút, đồng loạt 359 trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ diễn ra không quá 45 phút với phần lễ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng và phần hội vui tươi ý nghĩa. Đây là năm cuối cấp trước khi em rời xa mái trường tiểu học. Được nghe tiếng trống khai trường và thư của bác chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cho chúng em. Trong thư, bác không những khen ngợi, động viên và khích lệ chúng em mà còn kỳ vọng vào chúng em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Lễ khai giảng vừa là dịp để thầy và trò cùng ôn lại những kết quả đạt được trong năm học trước, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi và mở ra những kỳ vọng về một năm học mới đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn. Em cũng đã đề ra một số kế hoạch và dự định cá nhân. Em cũng chưa chắc nhưng mà em mong muốn là sẽ trở thành thủ khoa của một khối nào đó trong năm sau để chúng ta có thể đứng lên phía trên kia để nhận học bổng chẳng hạn. Dạ, đấy cũng là một mục tiêu mà em đặt ra cho bản thân mình để bọn em cố gắng trong năm nay ạ. Năm học 2023-2024 thì nhà trường tiếp tục phân công phân nhiệm cho quý thầy cô giáo về đội ngũ chuẩn về trình độ để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thì kết hợp nhà trường sẽ tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, thực hiện theo cái đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số. Trong việc bồi dưỡng đối tượng mà học sinh dân tộc thiểu số ấy, thì chúng ta nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch giảng dạy từ đầu năm, bổ sung những kiến thức cho các em ở cấp dưới, rồi lựa chọn nguồn những học sinh có năng lực, có khả năng, rồi bồi dưỡng đội tuyển để tham gia học sinh giỏi các cấp. Năm học 2023-2024, tỉnh Kon Tum có gần 166.500 học sinh, tăng hơn 2.200 em so với năm học trước. Số học sinh người dân tộc thiểu số hơn 96.000 em, chiếm tỷ lệ gần 60%. Chuẩn bị cho năm học mới, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đã được ngành đẩy mạnh triển khai. Đối với việc thiếu giáo viên thì các phòng giáo dục và đào tạo cũng đã tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân các huyện có chủ trương về mặt luân chuyển giáo viên, điều động giáo viên từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu, bố trí giáo viên dạy liên trường ở những cái trường mà hiện nay đang còn thiếu những cái bộ môn như tin học, ngoại ngữ. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tiến hành bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên cấp trung học cơ sở môn tiếng Anh, môn tin học để trước mắt có thể xuống hỗ trợ các cái trường tiểu học và các cấp học tiểu học trong các trường liên cấp để tổ chức dạy học đảm bảo 100% các lớp lớp 3 và lớp 4 trong năm nay được học tin học và ngoại ngữ theo chương trình mới. Trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo xác định tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là đối với học sinh, người dân tộc thiểu số. Ngành khuyến khích các địa phương thực hiện sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, nhất là đổi mới công tác quản lý dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục.